Vâng, xin giới thiệu với các bạn một trận cờ hay giữa hai kỳ thủ Đào Văn Trọng và Nguyễn Minh Hưng. Trận thi đấu diễn ra trong khuôn khổ của giải Kỳ Vương Đất Bắc năm 2024 do Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức. Bước vào trận đấu, Đào Văn Trọng trận này được cầm đỏ để tiên, hành đóng ngay trung pháo. Minh Hưng lên mã và hai bên cùng xuất động mã. Xuất động tiếp xe và Minh Hưng tiếp tục nhảy mã lên, hình thành thế trận bình phong mã. Trọng đối lại bằng nước thúc binh 3, hình thành trận trung pháo ép binh 3. Đến đây Đào Văn Trọng hành xe, phục nước sau sẽ bình sang lỗ 7 để thông tốt. Hưng sĩ 4 tấn 5 để phục nước sau bình xe sang xuất động. Trọng phạt Minh Hưng tiến pháo nhanh qua hà để phong tỏa. Và đến đây Đào Văn Trọng đã tiến xe lên kỵ hà, chiếm được một lỗ rất quan trọng. Hưng tiến mã lên, Trọng ngay lập tức dùng xe đè vào và tiếp tục bình pháo sang để truy đuổi. Đến đây Minh Hưng cũng không vừa, bình pháo sang để công kích lại ngay và hai bên cùng đấu quân. Sau khi đấu quân xong, Đào Văn Trọng ngay lập tức cắm pháo giác để công kích ngay. Đến đây Nguyễn Minh Hưng thoái tượng về, tuy nhiên cũng hoàn toàn có thể lên sĩ. Và sau khi đấu xe xong thì thế trận sẽ trở nên cân bằng. Trở lại với trận đấu, Minh Hưng thoái tượng về, Trọng hành xe lên xe, tiến xe 1 chuẩn bị xuất động giang bắt pháo. Và đến đây Minh Hưng thoái pháo về, nước thoái pháo được đánh giá là không hay mà hoàn toàn có thể tiến xe lên phục nước sau sẽ bình sang lộ 2 để đuổi pháo. Trọng ngay lập tức nhảy mã lên tấn công. Hưng thoái pháo về để truy đuổi. Và đến đây Đào Văn Trọng thoái pháo về để đuổi pháo của đối phương. Nước đi rất lợi tiên. Hưng thoái pháo về phục nước sau bình xạ vỗ mặt chiếu tướng để bắt xe, buộc Trọng phải tiến lên tượng để phòng thủ và tiếp tục lao mã tới. Hưng tiến tốt để mở thông lỗ mã, đồng thời dùng mã giữ pháo để xe có thể di chuyển. Trọng bình pháo sang lỗ 7, phục nước sau sẽ nhảy mã xuống chiếu tướng. Thế công rất nguy hiểm, buộc Minh Hưng phải thoái pháo về ngăn cản. Tiếp tục bình xe sang và tiến pháo tới để bắt mã pháo của đối phương. Và đến đây Nguyễn Minh Hưng bị cô bộ pháo và bộ pháo xe của mình rất khó để di chuyển. Trọng tiếp tục nhảy mã lên, tuy nhiên đến đây hoàn toàn có thể tiến tốt để có thể nhảy mã tá 9 tấn 8, sau thì có thể nhảy tiếp lên. Minh Hưng cũng nhảy la mã tới, thế mã đi lên rất mạnh. Đến đây Đào Văn Trọng nhảy mã tới phục nước sau sẽ thoái về chém tốt.
và đến đây có nguồn nước để hóa giải thế cô quân này. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Hưng đã không nhìn thấy. Hưng dùng mã chém xuống tốt. Tuy nhiên, nên chơi mã thoái về đầu ngựa đầu tượng để hóa giải thế cô. Đến đây, sau khi tiến xe lên thì pháo sẽ đang chuẩn bị chém sang mã, tiêu diệt đi con mã nguy hiểm, hóa giải thế trận. Tuy đỏ vẫn có ưu thế hơn nhưng đen hoàn toàn có thể thi đấu được. Trở lại với trận đấu, Minh Hưng chém dùng mã chém tốt, Trọng cũng thoái ngoái mã về để chém tốt biên. Nước sau sẽ đưa tốt sang sông. Và Nguyễn Minh Hưng quyết định tiến xe lên để truy đuổi mã, hóa giải thế cô quân. Tuy nhiên lại dính phải độc thủ của đỏ. Trọng ngay lập tức dùng xe chém pháo, phá vật sang và mã ngay lập tức lao tới, khóa chặt pháo vào bên trong. Và đến đây pháo chắc chắn sẽ bị bắt chết vì không còn đường chạy. Nếu pháo chạy đi thì mã ngay lập tức lao tới sát cục ngay, buộc phải lên sĩ. Và Trọng thoái xe về đuổi mã. Tiếp tục là bình xe sang để đè mã. Phục nước sau sẽ nhảy voi lên để ngăn cản. Xe không dám chém sang vì còn đang giữ mặt. Nếu rời đi thì xe sẽ vỗ mặt chiếu sát ngay. Và đến đây biết không thể chống đỡ được nên Nguyễn Minh Hưng buông cờ chịu thua và chiến thắng dành cho Đào Văn Trọng. Một trận thắng rất xứng đáng. Và chúng tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy video hữu ích, xin dành tặng một nút like, một nút subscribe cho kênh để có thể đón xem những trận đấu mới nhất.